Hello các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi câu cá chép, cá rô phi, cá trơ rất là hiệu quả. Và đây nha các bạn, mình để chuẩn bị một số như sau. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chén cơm nguội. Đó, chén cơm này nấu bằng gạo dẻo nha. Thật là dẻo đừng là khô lắm. Và một chén thính. Và hai bì cám, cám chim nha các bạn. Đây. Cám chim, một bì mà có 10 ngàn à. Chuẩn bị cho mình hai bì và hai trái bắp đấy và khô lan nướng nha các bạn. Đây hai củ khô lan nướng và hai trái chuối, và các bạn chuẩn bị cho mình là thêm nữa là hai quả trứng gà. Bài mồi này rất là hiệu quả, mình đã test rồi, mình đã test rất là nhiều dành cho câu cá chép, cá rô phi và cá trơ. Nếu có cá trơ thì nó cũng hút luôn nha các bạn. Đây, các bạn hãy xem bài mồi của mình. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu pha chế cho các bạn xem. Ok. Đầu tiên mình sẽ cho hai bì cam chim. Đầu tiên mình sẽ cho một bì cam chim. Đây, cam chim thì mình cho một bì trước. Nếu mà mai các bạn đi câu á, nếu mà cảm thấy mồi hơi bị dẻo quá thì mình sẽ cho thêm cám vào. Mình sẽ cho một ít nước. Vừa thôi nha các bạn. Mình sẽ trộn đều để cho cám nó thấm nước và nó sẽ tan ra. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hai trái bắp. Mình sẽ lạc bắp lên đây các bạn. Bóc vỏ bắp ra. Bắp này là có công dụng là con cá chép nó rất là thích bắp. Với lại bắp này là sẽ làm dẻo nha. Rất là dẻo. Nó làm cho mồi câu của mình nó dẻo hơn và kết chín đặc hơn. Rồi một cái nè, mình tiếp tục mình cho hai cái. Cái thứ hai. Đi mà lên lên. Nhưng mà phải ăn có ăn cho nào. Thơm, cơm được ăn nữa. Đi đi câu nữa rồi. Đó. Đấy. Ừ. Câu này mua gì rung tung vậy? Tụi bây đi hả? Mai đi. Hay đâu? Mai con tiếp. Chịu đâu? Chịu còn xong bên này. Xong bên này rồi. Biết tắt câu rồi. Rồi mình sẽ cho pha lan nướng. Cái pha lan này các bạn hãy nướng cho nó thiệt là chín, thiệt bay mùi thơm lên. Cái chép nó rất mùi thơm, nó thích là mùi thơm của pha lan. Đầu tiên mình sẽ bóc bóc cái vỏ khoai lang. Đi ăn rồi.
đây đây là một cô khoai lang nướng, các bạn nướng sao cho chín thời gian này, đây rất là đẹp, rất là thơm, thì thấy mình cũng thêm luôn á. Đấy, tôi đang đi cầu bạn làm nhiều đây, đi cầu nhiều lắm mà sao lại nhiều, anh làm để em cầu rồi. Rồi mình sẽ cho hai trái chuối. Chua móc thì hiệu quả hơn, tại vì mình không có chua móc nên mình sẽ dùng chua này. Chua này cũng tốt, cũng được, không sao hết. Rồi hai trái chuối. Và đây là một chén cam thính. Cam thính này ở tiệm cô ké nào cũng có bán hết. Thính cá chép nha các bạn. Đây, mình sẽ cho vào. Và một chén cơm nguội gạo dẻo. Phải dẻo nha các bạn. Cái này nó có công dụng là kết chín màu mình lại. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bóp thôi. Bóp thành thật nhiều nha các bạn. Ở đây nóng quá. Ở đây mình nướng mới nướng xong đó nóng. Mình bóp cho mạnh tay đỡ cho nó nhuyễn cái môi mình lên. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hai quả trứng nha các bạn. Hai quả trứng gà. Trứng gà này là có công hiệu này là tạo kết dính và mùi tanh. Mình chỉ cho thêm ít thính rồi, thính càng nhiều thì càng tốt. Thính này thì ở tiệm câu cá thì có bán hết nha. Bóp mạnh tay nha bạn, mạnh, bóp thật nhiều mạnh tay. Bóp thì sẽ bóp được. Nhiều ngày mình đánh được một ngày ạ. Ngày mình đánh khoảng 7 con.
Nhưng các bạn thấy bắt đầu môi bây giờ bắt đầu là mình rồi. Mình dẻo. Bài môi này mai các bạn thấy môi không? Mình làm không có dính tay, không dính tay, rất là sạch. Môi mình làm không dính tay thì rất hiệu quả. Ơ tay luôn. Thơm này, mùi rất thơm. Cả mùi khoai lang và mùi trứng rất thơm. Rồi, bây giờ bài môi của mình đã xong rồi. Các bạn thấy không? Rất là mịn, rất mịn băng luôn. Cái này xuống nước thì tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ mà tan hết nha các bạn. Mà tùy thuộc vào nước chảy mạnh hay chảy yếu thôi. Đấy, các bạn thấy không? Rất được không? Rất là dẻo. Như này ngày mai mình sẽ có một video mồi test môi này cho các bạn xem. Hôm giờ thì mình cũng đánh rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có quay video lại cho các bạn.